Hello các bạn, thì hiện tại mình đang có mặt tại Quyền Dòng Tôm. Thì hôm nay mình sẽ dẫn cho các bạn đi ăn một cái quán này rất là lâu, rất là ngon. Thì bây giờ mời các bạn theo chân mình đến đó, rồi mình sẽ nói món gì cho các bạn biết nha. Thì cái quán này nằm ở trong hẻm chứ không ở ngoài nha mọi người. Ở ngoài người ta không có để bảng hiệu gì cả, chỉ có những người địa phương và những người thân thuộc mới biết thôi. Người ta gọi là quán bánh canh ma hoặc là bán bánh canh lụm. Thực chất nó là quán bánh canh vịt. Quán này do một người quen chỉ, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người cùng biết và thưởng thức. Thì đến đây là một cái dòng xe, nhưng mình không biết cái dòng xe gì cả. Mình bò theo dòng xe, mình sẽ đi vào một con hẻm để mình quay cái dòng xe đó cho mọi người cùng biết. Mề và ánh sáng sáu báo bao cái mề tăng gì kêu nha. Cái mề. Con mề với thêm quýt. Dạ. Con mề vô quýt luôn. Rồi sáu có con mề luôn. Thôi lấy gan cũng được. Dạ ha. Dạ. Gan đi con. Quýt chung luôn hà, quýt thêm miếng nữa. Thêm miếng nữa. Rồi. Cái này mình vô mình mới nấu hả? Vẫn nấu mà ăn con. Dạ. Ok, giới thiệu cho mọi người cũng biết là đây là quán bánh canh rất là lâu, rất là ngon luôn. Đây mình muốn ăn gì là mình kêu với đó nha. Đây, phần của con vịt là cái gì cũng có hết. Hôm nay mình ăn quýt với ghe. Còn cái bánh canh của mình đây ở trong là có thịt. Thịt rất là ngon luôn. Người ta đã chế biến qua xương, mình có thể nhai luôn. Nó mềm dữ lắm. Bên đây là nước chấm nè. Một cái tô bình thường như vậy là khoảng 20.000. Còn mình kêu thêm nữa là tính tiền thêm. Bây giờ mình sẽ ăn lại. Thì quán bánh canh này là khoảng 1 giờ rưỡi hàng ngày, là mở bán tới chiều hết thì thôi. Thì bạn nào đến đến trễ rồi không có ăn luôn à. Thường là tới 3 giờ là hết rồi mọi người. Xương mềm luôn á. Không biết à. Quýt này nha các bạn. Đó.
này là người ta ốp không rồi chiên quá, kho nó ngọt, thịt cũng ngọt. Quyết mình là thích ăn quyết nhất, quyết ăn cực kỳ ngon luôn. Xương đây lắc mềm, đây người ta chọn với nếp dẻo dẻo. Tiếng luôn ở Bà Tây mình với ở Đồng Tâm thì người ta hay gọi là bánh canh nha, mà bánh canh lùm. Thực chất là không có gì hết, Đồng Tâm là bánh canh vịt. Xương cực kỳ là mềm luôn á.
xong rồi các bạn ơi. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Này, mọi người thấy clip hay quá ý nghĩa, nhớ like và đăng ký kênh giúp mình. Bye bye.